Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023, nhiều hoạt động ý nghĩa tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, người có công với Tổ quốc đã được tổ chức trang trọng. Tại Đồng Nai tối qua, Hội Cựu chiến binh phường Hóa An thành phố Biên Hòa phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức thắp nến tri ân, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Tại nhà bia liệt sĩ phường Hóa An, trong không khí long trọng, trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã hy sinh mình để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, tiếp bước truyền thống vẻ vang của cha anh. Tại buổi lễ, các cựu chiến binh cũng thể hiện những bài hát tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, thể hiện sâu sắc tinh thần hướng về cội nguồn.